Bộ Y tế cho biết tốc độ tiêm chủng vaccine của các địa phương hiện có nhanh hơn so với trước, nhưng nếu tính tỷ lệ phần trăm so với số vaccine đã được phân bố thì vẫn thấp. Nếu những địa phương này không khắc phục tình hình thì vaccine sẽ được điều chuyển tới các nơi khác, ông Phước ý kiến. Đó là của nhà nước đưa ra luật với nhà nước đúng không? Nó có pháp luật mà có mà. Thì có thể là chế tài một cái vị nào đó, những cái người làm việc ở đó, tại vì chậm tiến độ, đúng không? Đó, thì chứ bây giờ dân có biết cái gì thì nhà nước phân bổ xuống là anh phải chịu trách nhiệm đó để anh chích cho người dân chứ. Nên kỷ luật đơn vị tiêm chậm, xin đừng cắt vaccine đã dành chích cho dân, tội họ lắm, ông Phan Thành Bảy nói. Ai cũng chờ chích trơn á, tức là nhà nào cũng trông chờ gọi tên để mình đi chích. Nhà tôi cũng vậy nè, mới kêu 3 người thôi. Ông Bảy cho rằng, hễ địa phương nào chậm chạp chích ngừa cho dân chúng, thì Bộ Y tế cứ việc kỷ luật, thậm chí cách chức những người có liên quan thay vì chuyển vaccine cho các đơn vị khác vì người dân họ không có lỗi và họ cần được chích ngừa để sớm trở lại với cuộc mưu sinh. Ông Bảy nói tiếp. Dân chúng là muốn chính phủ phải đưa đầy đủ vaccine cho dân chích thôi. Dân chúng ai cũng muốn vậy trơn, ai cũng muốn chích hết trơn á. Tại vì giờ dịch đang bùng phát, đó. Bây giờ nhà nước làm vậy rồi qua phường kêu là mình đi chích thôi. Vì tiêm chậm mà chuyển vaccine cho nơi khác thì không thuận lý tình, vì đó không phải lỗi của dân, ông Phước ý kiến. Phường, xã hay là cấp quận gì đó mà làm việc trì trệ thì họp rồi kỷ luật với nhau chứ mình sao dân mình biết được, đúng không? Có ý kiến, nếu việc chậm tiến độ bởi lý do nào đó như thiếu nhân lực, áp lực số ca nhiễm, thì việc điều chuyển vaccine còn làm tăng thêm áp lực. Thay vào đó, hãy đề xuất chiến lược tiêm vaccine hiệu quả với vai trò lãnh đạo đầu ngành y tế.